Bên ngoài một ga tàu điện ngầm ở thủ đô New Delhi, hàng trăm người dân địa phương đang xếp hàng chờ. Các nhà chức trách đã giới hạn số lượng hành khách đi tàu điện ngầm để hạn chế nguy cơ lây nhiễm trên tàu. Tuy nhiên, điều này vô tình gây ra tình trạng hành khách phải tập trung đông đúc bên ngoài nhà ga, có thể làm tăng nguy cơ lây nhiễm virus trong khi chờ đợi. Tôi đã phải đợi ở lối vào ga tàu điện ngầm trong 35 phút. Công tác quản lý ở đây quá kém. Nếu chúng ta không đáp ứng các yêu cầu phòng chống dịch, đại dịch sẽ trở nên tồi tệ hơn. Đại dịch có thể kiểm soát hay không phụ thuộc hoàn toàn vào ý thức của mọi người. Bộ Y tế Ấn Độ cho biết số ca mắc mới COVID-19 tại nước này đã tăng hơn 58.400 ca, số ca tử vong tăng hơn 1.500 ca trong vòng 24 giờ qua.